Chúa ở cùng anh chị em. Bà ở cùng cha. Bài thi tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiếng dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ và lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoài, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 2 câu 22 đến câu 35 mà giáo hội cho chúng ta nghe ngày 29 tháng 12 trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Có thể nói là các bài đọc hôm nay cũng quay quanh cái vấn đề văn hóa của bóng tối và quan văn hóa của ánh sáng. Như hôm qua trong cái bài đọc 1 trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 1, Gioan định nghĩa Thiên Chúa là ánh sáng. Tôi khuyên các anh chị em nên tìm đọc các thư của Gioan, thư 1, thứ 2 và thứ 3 của Thánh Gioan Tông Đồ. Những cái thư này rất là đặc biệt về phương diện thần học, rất là sâu sắc. Chẳng hạn, trong thư thứ nhất của Gioan chúng ta thấy có cái định nghĩa rất là tuyệt vời: Thiên Chúa là ánh sáng, nhưng cũng có định nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta thấy ông đi sâu, ông dẫn chúng ta đi sâu vào cái bản thể của Thiên Chúa, đó là ánh sáng và tình yêu. Chính vì vậy mà hôm nay bài đọc 1 cũng trích từ thư thứ nhất của Gioan, mà là phần tiếp của ngày hôm qua, cũng nói về chủ đề ánh sáng và tình yêu. Nói về cái cuộc chiến cam go giữa ánh sáng và bóng tối. Rồi đồng thời cũng nói lên cho chúng ta làm thế nào để ở lại trong ánh sáng, mà Thiên Chúa là ánh sáng, nghĩa là ở lại trong Thiên Chúa. Mà kết quả của việc ở lại trong Thiên Chúa thì dẫn chúng ta đến điều gì? Chính điều đó chúng ta nên nghe hôm nay, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài từ bài tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe. Ai ở trong Thiên Chúa? Nghĩa là ở trong thần khí thì nhận ra được ánh sáng và gặp được ánh sáng. Đó là bằng cớ ông Simeon. Chúng ta thấy ông Simeon là người
cái đoạn trích này tả cho chúng ta như thế này. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Chúng ta thấy công chính tức là giữ luật Chúa đó, theo khái niệm của Do Thái, có nghĩa là thánh thiện nữa, theo cái khái niệm thánh kinh, công chính và sùng đạo. Rồi gì nữa? Những mong chờ niềm an ủi của Israel. Cái thuật ngữ mong chờ niềm an ủi Israel có nghĩa là mong chờ đấng cứu thế mà Thiên Chúa hứa ban. Và điểm thứ ba nơi ký vị này đó là Thánh Thần hằng ngự trên ông. Chúng ta thấy rồi, Thánh Thần đó là ba cái đặc điểm đó, ba cái đặc điểm, ba cái nhân đức nơi cái con người này, nơi ông Simeon. Rồi cái phần kế tiếp nói kể là ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa, tức là thấy đấng an ủi Israel. Đó, đấng Kitô của Đức Chúa có nghĩa là đấng cứu thế. Được Thánh Thần linh báo trước, rồi gì nữa? Được thần khí thúc đẩy ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây ông ở trong Thiên Chúa, ông ở trong thần khí. Ông ở trong Thiên Chúa bằng cách nào? Đó, những cái đặc điểm mà tôi mới vừa nêu cho anh chị em. Đó, thứ nhất là công chính và sùng đạo. Thứ hai là mong chờ khát khao gặp gỡ đấng cứu thế, mong chờ niềm an ủi của Israel. Thuật ngữ đó có nghĩa là mong chờ đấng cứu thế. Rồi đi và Thánh Thần hằng ngự trên ông có nghĩa là người sống dưới sự hướng dẫn của thần khí của Chúa Thánh Thần. Đó, mà một khi mà đó là cái cách thức như vậy đó, một khi người chúng ta sống như vậy là chúng ta ở trong Thiên Chúa rồi. Mà một khi ở trong Thiên Chúa, ở trong thần khí của Thiên Chúa thì chúng ta gặp được đấng cứu thế. Đó, chúng ta thấy được thần khí thúc đẩy ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới. Được thần khí thúc đẩy, cho nên ở trong Thiên Chúa hay ở trong thần khí, bước đi trong Thánh Thần, thưa anh chị em, thì chúng ta sẽ gặp được Đức Kitô. Không những gặp được Đức Kitô, được bồng ẩm, được động chạm đến người, mà còn gì nữa, còn nhận ra người là ánh sáng. Chúng ta nghe cái nội dung tuyên bố của ông Simeon này. Ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Chính mắt con được thấy ơn cứu độ. Chúa Giê-xu chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho con người. Ông thấy hôm nay, không những ông thấy mà ông đụng nữa, ông đụng chạm, ông ẵm trên tay. Chúng ta nghe tiếp. Đó là ánh sáng. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoài. Chúng ta thấy ông thừa nhận Giê-xu là ánh sáng. Mà bài đọc một hôm qua tích trích từ thư thứ nhất của Gioan chương 1 nói rằng Thiên Chúa là ánh sáng. Như vậy, ông thừa nhận Giê-xu là ánh sáng. Giê-xu có nghĩa là đấng cứu độ, đấng cứu thế. Hay là Thiên Chúa cứu độ là ánh sáng. Thưa anh chị em. Và sau này, trong Tin Mừng Gioan chương 8 câu 12, Chúa Giê-xu cũng khẳng định rõ ràng: Ta là ánh sáng trần gian, ai theo ta sẽ không đi trong tối tăm. Đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu khẳng định cái điều đó, xác nhận cái điều đó sau này. Và chúng ta nghe tiếp cái trình thuật Tin Mừng khi mà ông tuyên bố như vậy. Ông thừa nhận Đức Giê-xu là Thiên Chúa, là ánh sáng, là đấng cứu thế mà muôn dân trong đời, thì là vinh quang, là danh dự của Israel. Thì cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi. Đây, cái nội dung ông nói với Đức Mẹ đó là tiên báo cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta nghe, cháu bé này được đặt lên làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.
Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó, một cái cách kiểu nói để báo trước cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối mà Đức Giê-xu phải đi vào cuộc chiến này qua huyền nhiệm, khổ nạn và phục sinh, và mẹ là người cùng đồng tâm cộng tác vào trong cuộc chiến của ánh sáng chống lại bóng tối khi mẹ kiên trì đứng dưới chân thập giá của con mẹ, hay là đồng hành con mẹ trong cái sứ mạng, trong cuộc chiến của người đẩy lùi bóng tối để mở rộng vương quốc của ánh sáng, là vương quốc của Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta đi qua cái bài đọc một rất là sâu sắc trên chèm phần tiếp của cái bài hôm qua, bài đọc một hôm qua, thư thứ nhất của Gioan chương 2 câu 3 đến câu 11. Chúng ta nên nghe. Anh em thân mến, căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa. Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo. Đó là phần thứ nhất. Thưa anh chị em, phần thứ nhất, cái động từ căn bản đó là biết Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, Gioan dùng trong cái đoạn trích này có hai lần chữ căn cứ vào điều này. Lần thứ nhất là căn cứ vào điều này, chúng ta nhận biết rằng chúng ta biết Thiên Chúa. Biết ở đây có nghĩa là yêu mến, là kết hợp với Thiên Chúa. Bằng cách nào? Bằng cách giữ các giới răn của Người. Giữ các giới răn của Người. Giữ lời Người dạy. Mà một, đó là một hình thức biết. Mà biết Chúa bằng cách giữ lời Người dạy, giữ các giới răn của Người, thì tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo nơi người ấy rồi. Thưa anh chị em, đúng vậy. Khi chúng ta, chẳng hạn trong đời sống vợ chồng, chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta trung thành giữ luật vợ chồng với nhau. Cho nên càng giữ luật vợ chồng, đó là dấu hiệu chúng ta càng yêu nhau và giữ lòng trung tín với nhau. Chỉ khi người ta không còn yêu nhau nữa, người ta không giữ nghĩa tình hay là giữ luật vợ chồng với nhau. Cũng vậy, khi chúng ta không giữ lời của Chúa, giữ điều răn của Chúa, là rõ ràng chúng ta không yêu mến Chúa. Chính vì vậy mà nói mình biết Chúa nhưng mà không giữ dấu răn của Người, thì Gioan nói đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Rõ ràng chúng mình là một gọi là một đám láo toét. Thưa anh chị em, 10 điều răn Chúa, luật mến Chúa, yêu người, chúng mình chưa giữ tròn. Vậy mà hân hoan vỗ ngực nói mình rằng mình tin Chúa, mình biết Chúa. Vậy rõ ràng chúng mình là những kẻ nói dối không ngượng. Đó, rồi cái phần thứ hai chúng ta nghe tiếp, căn cứ vào điều đó hai lần ở trong cái đoạn trích này, căn cứ vào. Lần thứ hai, căn cứ vào điều đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ở phần đầu đó là biết Thiên Chúa, phần thứ hai là ở trong Thiên Chúa. Làm sao biết mình ở trong Thiên Chúa? Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giê-xu đã đi, con đường của ánh sáng đó, thưa anh chị em, con đường của ánh sáng đó. Rồi chúng ta nghe tiếp. Ông nói đến điều răn mới, điều răn cũ. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, tức là ngôi lời, lời rao giảng. Nhưng đó cũng là một điều răn mới. Tôi viết cho anh em, điều ấy thật là thế nơi Đức Giê-xu và nơi anh em, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ràng. Chúng ta thấy cái mới là chỗ đó, bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ràng. Rồi, ông bắt đầu chuyển chủ đề. Ông mới vừa nói lên cái cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng thì ông mới chuyển chủ đề. Ông nói, ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối.
Nghĩa là cái gì? Ghét anh em mình là góp phần mở rộng vương quốc của bóng tối, thưa anh chị em. Mà như vậy có nghĩa là mình kẻ nói dối, bởi vì mình nói mình tin Chúa mà không giữ luật, mến Chúa và yêu người. Cho nên chúng ta thấy làm thế nào để ở trong Thiên Chúa, ở lại trong Thiên Chúa, làm thế nào để biết kết hợp với Thiên Chúa, làm thế nào được để ở trong ánh sáng. Thưa, không chỉ giữ lời Chúa, giữ luật Chúa, giữ nghĩa tình với Chúa, mà còn giữ nghĩa tình với anh em, nghĩa là đừng giòng ghét anh em mình. Chúng ta nghe ông nói tiếp: ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, nghĩa là ở lại trong Chúa, bởi vì Chúa là ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Rất là hay, thưa anh chị em. Khi ở lại trong ánh sáng thì chúng ta thấy từng hòn sỏi, chúng ta thấy từng chướng ngại trên đường chúng ta đi, cho nên chúng ta không thể nào vấp phạm, vấp ngã được. Còn khi chúng ta ở trong bóng tối thì thường chúng ta dẫm đạp lên nhau, đâu có thấy, không thấy mình lẫn không thấy người khác, cho nên dẫm đạp lên nhau. Chính vì vậy mà cái đoạn kết này ở câu 11: nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Câu nói rất là tuyệt vời mà tôi diễn giải bằng cái hình ảnh là chúng ta ở trong một cái phòng tối, ở trong cái đêm tối, thưa anh chị em, chúng ta dễ vấp ngã lắm. Không những chúng ta dễ vấp ngã mà chúng ta dễ đạp lên người anh chị em mình lắm, chà đạp danh dự của họ vì ghen tương, vì hận thù chẳng hạn. Đó, rồi chúng ta chà đạp nhau bởi vì chúng ta không thấy mình, không thấy những vết nhơ trên con người của mình, cũng không thấy người khác. Đó, chính cái đó John gọi là mù quáng, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. John nói như vậy, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta thấy cái chủ đề bóng tối và ánh sáng, làm sao ở lại trong ánh sáng, chúng ta thấy rõ ràng rồi. Làm sao thoát ra khỏi bóng tối, tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với anh em. Rồi nữa, thưa anh chị em, làm cách nào để ở lại trong Thiên Chúa, ở lại trong ánh sáng? Thánh Vịnh cho chúng ta câu trả lời rất là tuyệt vời. Thánh Vịnh, bài đáp ca trích từ Thánh Vịnh 95: hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa chúc tùng thánh danh. Ca ngợi và chúc tùng Chúa, thưa anh chị em. Chúng ta càng ca ngợi, càng chúc tụng Chúa, chúng ta càng ở trong Chúa. Chúng ta nghe tiếp: ngày qua ngày hãy loan báo ơn người cứu độ, kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Không những mình ngỏ lời trực tiếp với Chúa bằng việc ca ngợi chúc tụng người, mà mình còn nói về người, loan báo ơn người cứu độ, tức là loan báo về Giê-xu, bởi vì Giê-xu có nghĩa là đấng cứu độ. Chúng ta thấy loan báo, kể cho muôn dân, rồi cho mọi nước những kỳ công, những hồng ân Chúa làm cho mình. Đó, nói cho người khác về lòng thương xót, về tình yêu của người ấy, đó là một hình thức giữ mình ở lại trong Thiên Chúa và ở lại trong ánh sáng, thưa anh chị em. Rồi, đó là cái chúng ta thấy không những là ca tụng, ca ngợi chúc tụng trực tiếp ngỏ với Chúa, mà còn nói về Chúa. Rồi, nói về Chúa, nhưng một trong những cái đặc điểm tuyệt vời của người nữa đó là gì? Đức Chúa là đấng sáng tạo trời cao, trước thiên nhan toàn uy phong rực rỡ, trong thánh điện đầy dũng lực huy hoàng, có nghĩa là đấng sáng tạo huy hoàng toàn năng và sáng láng, có nghĩa là đấng là ánh sáng. Chúng ta thấy, cho nên tất cả các bài đọc hôm nay đều dẫn chúng ta đi hướng về kỷ huyền nhiệm giáng tròn, huyền nhiệm nhập thể và nhập thế của con Thiên Chúa, thưa anh chị em, nơi Măng Cỏ. Chủ đề chính quan trọng của đêm giáng tròn đó là ánh sáng. Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng thưa anh chị em, nếu trần gian ở trong tối thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể nào dung hợp với ánh sáng được,
không thể nào tiếp cận với ánh sáng được, không thể nào đi vào ánh sáng và ở trong ánh sáng được. Chúng ta càng tối, tối bởi ghen tương, hận thù, ghen ghét anh chị em mình, tối, tối lòng, tối già, tối cái tâm địa của chúng ta, như là văn hóa của bóng tối mà tôi diễn tả hôm qua, tối như là Herodê tối, tối bởi ghen tương, tham vọng, hận thù, báo thù, trả thù. Đó, thì cái chính cái tối đó nó làm cho chúng ta không có sức chịu đựng nổi ánh sáng. Cho nên chúng ta có những cái phản ứng hung dữ, tàn bạo như Herodê chẳng hạn. Đó, như Herodê. Thưa anh chị em, cho nên lấy một cái ví dụ này, một người, có một số người tù đó, tù nhân họ bị nhốt trong những cái khám mà không có thiếu ánh sáng khoảng 2-3 tháng hoặc 1 năm. Không bao giờ thấy ánh sáng. Khi họ được giải phóng ra đó, họ không thể nào nhìn ánh quang ban ngày một cách trực tiếp. Bởi vì nó chói mắt và làm đau mắt lắm. Có nguy cơ làm mù mắt họ. Họ phải che mắt và từ từ hé giòn để mới thích nghi với ánh sáng. Cũng vậy thưa anh chị em. Khi chúng ta, nếu như chúng ta lầy lội quá nhiều trong bóng tối bởi tội lỗi, bởi hận thù, bởi ghen tương, bởi tham sân si, bởi tham vọng, bởi cái thiếu lòng mến Chúa và yêu người, thì rõ ràng chúng ta thấy cảm thấy khó, mà khó lòng để chiêm ngắm ánh sáng hiện diện toàn năng trong thánh thể chẳng hạn. Chúng ta thấy mình khó mà tiếp cận những cái giờ chầu thánh thể chẳng hạn, hay là khó lòng lắng nghe, tiếp cận với ánh sáng lời Chúa chẳng hạn. Nó làm cho cái trí của mình nó ra đòn đi, mình không hiểu lời Chúa và cũng không ham muốn, không có say mê nghe lời Chúa để mà nhận ánh sáng thần khí của người giúp cho chúng ta hiểu, yêu mến lời Chúa và gắn bó với lời Chúa, gắn bó với ngôi lời là Đức Giêsu. Cho nên xin thần khí của Chúa Kitô giúp mở an cái đôi mắt tâm hồn của chúng ta ra, giúp chúng ta quen thuộc với ánh sáng. Mà làm sao được như vậy? Xin người giúp cho chúng ta ở lại trong ánh sáng. Bởi vì một khi ánh sáng tỏ hiện, chúng ta không bị lòa mắt, chúng ta không bị mù lòa đi. Nếu như chúng ta quen với bóng tối, một khi ánh sáng xuất hiện bên kia nấm mồ, ánh quang của Đức Giêsu phục sinh, người đến đón chúng ta, lúc ở chúng ta ở giường chết vừa tắt thở. Mà nếu như chúng ta lầy lội trong bóng tối, chúng ta mù quáng bởi văn hóa của bóng tối, của sự chết, của hận thù, của ai oán, của phàm phu tục tử, của tham sân si, thì làm sao chúng ta có thể nhận ra người hay là đi vào trong vinh quang vĩnh cửu của người. Xin thần khí của Chúa Kitô giúp chúng ta tiếp tục cái cuộc chiến mà Chúa Giêsu đã đi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ở bài đọc 1 ở câu 6, ai nói rằng mình ở lại trong người, tức là trong Thiên Chúa, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Đi trên con đường của ánh sáng. Bởi vì Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Tin mừng Gioan chương 8 câu 12, Đức Giêsu nói: ta là ánh sáng trần gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống và sẽ không đi trong tối tăm. Cho nên Giêsu ấy đã đến trần gian, người mời gọi chúng ta đi theo người là ánh sáng. Người mời gọi chúng ta đi ra khỏi cái văn hóa của bóng tối, của sự chết, của hận thù. Như vậy, chúng ta không phải giẫm đạp lên đời nhau, giẫm đạp lên danh dự của nhau. Chúng ta không phải chà đạp nhau, chửi bới nhau, lăng mạ nhau, tố cáo nhau chỉ vì ghen tương, chỉ vì mình muốn mình nổi hơn người khác, chỉ vì tham sân si, danh vọng, quyền lực, tiền của. Ấy, xin Chúa thần khí của Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của văn hóa bóng tối, văn hóa sự chết. Amen.